Xin chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình xin phép chia sẻ với quý vị những nội dung sau đây. Thứ nhất, lịch visa của tháng 1 năm 2020, lịch mở hồ sơ, lịch xét hồ sơ mà mình cập nhật vào ngày 16 tháng 12 năm 2019. Và cuối cùng là một điều theo mình rất là quan trọng mà quý vị cần lưu ý trong quá trình theo dõi hồ sơ bảo lãnh của mình. Trước khi bắt đầu, quý vị vui lòng hãy nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cũng như là để nhận những video tiếp theo của mình một cách nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn quý vị và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Và đầu tiên, mình xin phép chia sẻ với quý vị lịch visa của tháng 1 năm 2020. Diện F1 con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ đã đến ngày 15 tháng 7 năm 2013. Và như vậy là tăng khoảng 9 tuần. Diện F2A, vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Diện này vẫn đang ở trạng thái là current. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Đã đến ngày 8 tháng 8 năm 2014. Và như vậy là diện F2B đứng yên. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Đã đến ngày 15 tháng 11 năm 2007 và như vậy là tăng khoảng 1 tuần. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ đã đến ngày 1 tháng 2 năm 2007 và như vậy là diện F4 cũng ở trạng thái là đứng yên. Và tiếp theo mình xin phép chia sẻ với quý vị lịch mở hồ sơ. Diện F1 đã đến ngày 15 tháng 3 năm 2014 và như vậy là tăng khoảng 17 tuần. Diện F2A đã đến ngày 1 tháng 11 năm 2019 và như vậy là tăng khoảng 4 tuần. Diện F2B đã đến ngày 8 tháng 4 năm 2015 và như vậy là tăng khoảng 8 tuần. Diện F3 đã đến ngày 15 tháng 7 năm 2008 và như vậy là tăng khoảng 9 tuần. Diện F4 đã đến ngày 22 tháng 7 năm 2007 và như vậy là diện F4 đứng yên. Nhìn trong lịch mở hồ sơ thì quý vị có thể thấy rằng là diện F1 tăng rất là nhiều, tăng tới 17 tuần. Diện F2B và diện F3 cũng tăng rất là nhiều, tăng 8 và 9 tuần. Và tiếp theo mình xin phép chia sẻ với quý vị lịch xét hồ sơ tại USCIS và dữ liệu thì mình cập nhật vào ngày 16 tháng 12 năm 2019. Đầu tiên là trung tâm California, diện F1 đã đến ngày 6 tháng 10 năm 2014. Diện F2A đã đến ngày 8 tháng 7 năm 2018. Diện F2B đã đến ngày 24 tháng 6 năm 2014. Diện F3 đã đến ngày 28 tháng 5 năm 2010. Diện F4 đã đến ngày 11 tháng 3 năm 2009. Tiếp theo là Texas. F1 đã đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Diện F2A đã đến ngày 21 tháng 5 năm 2019. Diện F2B đã đến ngày 21 tháng 5 năm 2019. Diện F3 đã đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Diện F4 đã đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Kế đến là Vermont. Diện F1 đã đến ngày 13 tháng 6 năm 2011. Diện F2A đã đến ngày 3 tháng 9 năm 2018. Diện F2B đã đến ngày 15 tháng 11 năm 2011. Diện F3 đã đến ngày 16 tháng 11 năm 2010. Diện F4 đã đến ngày 20 tháng 10 năm 2009. Và tiếp theo là trung tâm Nebraska. Diện F1 đã đến ngày 18 tháng 9 năm 2018. Diện F2A đã đến ngày 7 tháng 11 năm 2017. Diện F2B đã đến ngày 7 tháng 11 năm 2017. Diện F3 đã đến ngày 18 tháng 9 năm 2018. Diện F4 đã đến ngày 18 tháng 9 năm 2018. Và cuối cùng là Potomac. Diện F1 đã đến ngày 18 tháng 3 năm 2019.
Diện F2A đã đến ngày 31 tháng 8 năm 2017. Diện F2B đã đến ngày 31 tháng 8 năm 2017. Diện F3 đã đến ngày 18 tháng 3 năm 2019. Và diện F4 đã đến ngày 18 tháng 3 năm 2019. Và tiếp theo, mình xin phép chia sẻ với quý vị một điều mà quý vị cần lưu ý trong quá trình theo dõi hồ sơ bảo lãnh của mình. Thì trong video về quy trình bảo lãnh hồ sơ định cư Mỹ, mình có chia sẻ với quý vị về việc rằng là hồ sơ của quý vị phải đi qua USCIS và nếu được chấp thuận thì hồ sơ sẽ được chuyển sang cho NVC. Và sau khi quý vị hoàn thành 6 bước và được thông báo rằng là hồ sơ quý vị đã hoàn thành thì quý vị mới được lên lịch phỏng vấn và đi phỏng vấn, nếu đậu thì sẽ được định cư Mỹ. Thì trong thời gian qua có một số quý vị có chia sẻ ở phần comment rằng hồ sơ của quý vị vừa nộp cho USCIS hoặc rằng hồ sơ của quý vị vừa được chuyển sang cho NVC thì khi nào được phỏng vấn. Theo mình rằng là quý vị không nên đặt những câu hỏi khi nào hồ sơ quý vị được phỏng vấn. Tại vì sao? Tại vì nếu như hồ sơ của quý vị không được hoàn thành, không được chấp thuận tại USCIS cũng như là không được hoàn thành tại NVC thì hồ sơ quý vị cũng sẽ không được gọi phỏng vấn. Thay vì như vậy, theo mình thì quý vị nào mà hồ sơ vừa nộp cho USCIS thì quý vị nên tập trung lịch xét hồ sơ tại USCIS và chắc chắn rằng đảm bảo rằng hồ sơ của quý vị đã được xem xét và được chấp thuận tại USCIS hay chưa. Tại vì không phải quý vị nộp hồ sơ cho USCIS thì hồ sơ của quý vị chắc chắn sẽ được chấp thuận. Có rất nhiều hồ sơ cũng bị từ chối, cho nên quý vị nên tập trung tại USCIS nếu như quý vị vừa nộp cho USCIS thay vì quý vị tập trung vào lịch visa khi nào quý vị được gọi phỏng vấn. Tương tự như vậy, đối với những trường hợp mà quý vị hồ sơ của quý vị vừa được chuyển sang cho NVC thì theo mình quý vị nên tập trung theo dõi lịch mở hồ sơ và hoàn thành các bước đóng tiền theo yêu cầu từ phía NVC, và sau khi mà đã được thông báo complete, đã được hoàn thành thì quý vị mới nên chú ý đến lịch visa, lịch phỏng vấn. Tại vì nếu như hồ sơ của quý vị mà không được hoàn thành, không được thông báo complete tại NVC thì hồ sơ quý vị cũng sẽ không được lên lịch phỏng vấn. Cho nên quý vị hãy theo dõi sát hồ sơ của mình theo từng bước, chứ không nên vừa nộp hồ sơ thì đã hỏi rằng là hồ sơ quý vị khi nào được phỏng vấn. Thì khi nào được phỏng vấn đó là cái bước cuối cùng. Tại vì nếu quý vị chỉ tập trung vào những bước cuối cùng mà quý vị không tập trung vào những bước trước đó thì có thể quý vị sẽ bỏ sót những cái điều quan trọng, giống như là cần phải bổ sung giấy tờ tại USCIS hoặc là cần phải bổ sung giấy tờ tại NVC mà quý vị không để ý, quý vị chỉ tập trung vào lịch xét lịch visa, lịch phỏng vấn thì có thể là có những cái rủi ro nó có thể xảy ra. Cho nên mình chia sẻ điều này với mong muốn rằng là quý vị nên tập trung theo từng giai đoạn theo dõi hồ sơ bảo lãnh của mình tại USCIS trước. Nếu như hồ sơ của quý vị vừa nộp cho USCIS, tiếp theo là theo dõi lịch mở hồ sơ tại NVC nếu như hồ sơ của quý vị vừa chuyển sang cho NVC, và tiếp theo đó nếu như hồ sơ của quý vị đã hoàn thành thì theo mình quý vị mới bắt đầu quan tâm đến vấn đề lịch phỏng vấn của hồ sơ bảo lãnh của mình. Và như vậy là quý vị vừa xem xong nội dung của video ngày hôm nay. Nếu quý vị cảm thấy video này một phần nào đó hữu ích cho quý vị vui lòng hãy nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cũng như là để nhận những video tiếp theo của mình một cách nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo nhé.